xin kính chào anh chị em. Những ngày cuối cùng năm Canh Tý 2020 đang trôi qua. Ngày 11 tháng 2 sắp tới là ngày 30 Tết và cũng là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. Đây là lọ nước con kín múc ở dòng suối tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong dịp đi hành hương vừa qua. Trong video 46 hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu biểu tượng khắc tên trên tay như một sứ điệp nhấn mạnh sự tin tưởng và niềm hy vọng để kết thúc năm cũ và bước sang năm mới Tân Sửu 2021. Trong sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: "Mẹ nào lại quên được con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang. Cho dù chúng quên được nữa, thì phần ta sẽ không hề quên ngươi. Này, ta đã khắc ngươi trên bàn tay ta." Trong tiếng Anh: "I will never forget you. See, upon the palms of my hands, I have engraved you." Chữ "này ta đã khắc ngươi trên bàn tay ta" trong tiếng Hebrew là Hen An Kapayim Chakotik. Các nhà chú giải đã chỉ ra rằng cách nói trên bàn tay là một biểu tượng kinh thánh để nhấn mạnh sẽ ghi nhớ luôn mãi điều gì đó. Ví dụ thứ nhất, ông Mô-xê nói với dân: "Người hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi." Hình ảnh này cho thấy người Do Thái đến ngày hôm nay vẫn còn giữ lệnh truyền của ông Mô-xê là để giấu lại nơi tay. Ví dụ 2, ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi các lời ấy, hãy là khăn chít nơi trán ngươi. Như vậy, khi ngôn sứ Isaiah nói "này ta đã khắc ngươi trên bàn tay ta", thì điều ấy cho thấy Thiên Chúa không bao giờ Ngài quên chúng ta. Đứng trước Thiên Chúa đó, chúng ta có thái độ nào? Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác đời mình trong tay Ngài. Và đó chính là đức tin. Trong tác phẩm Kinh nghiệm về Thiên Chúa, tác giả Dermot Lane đã chỉ ra rằng lời tuyên xưng "tôi tin", tiếng Latin là credo, là một động từ kép gồm có danh từ co, phát xuất từ chữ cordis có nghĩa là trái tim, và động từ do có nghĩa là đặt để. Như vậy, nghĩa gốc của chữ "tôi tin" credo có nghĩa là tôi đặt trái tim tôi vào, hoặc là tôi cho trái tim tôi. Nếu diễn giải ra thì điều đó có nghĩa là các Kitô hữu sẽ đặt trái tim là cả cuộc đời của mình vào tay Đức Kitô và sẽ sống cho Ngài. Từ nay tôi sẽ dấn thân cho Đức Kitô và cam kết bước theo ánh sáng của Ngài. Như vậy, khi nói "tôi tin" hoặc "tôi đặt để trái tim vào tay Chúa", chính là tôi tin tưởng và tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Ngài, khắc tên tôi vào trái tim Ngài. Và đó cũng chính là mầu nhiệm sâu xa được cảm nghiệm khi chúng ta chiêm ngắm bàn tay Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá. Ngài đã khắc tên của mỗi người chúng ta vào tay Ngài một cách sâu xa và thật mãnh liệt, đến độ chảy máu ra đến giọt cuối cùng vì yêu thương chúng ta. Gần đây có bài hát của Phan Mạnh Quỳnh, "Có chàng trai viết lên cây", có đoạn mở đầu: "Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thay." Hình ảnh khắc tên trên cây trong bài hát này phần nào tương tự hình ảnh Thiên Chúa khắc tên chúng ta trong bàn tay Ngài. Cả hai đều có ý nhấn mạnh sẽ luôn mãi nhớ đến nhau. Thiên Chúa luôn nhớ đến mỗi người anh chị em trong trái tim Ngài.
Sau cùng xin mời anh chị em xem thêm các video có cùng chủ đề. Video số 4 nói về bàn tay, số 15 nói về chữ Amen, số 42 nói về trí nhớ của Thiên Chúa và số 45 nói về kinh tin kính. Xin tình yêu của Chúa chở che gìn giữ mỗi người anh chị em chúng ta được bình an luôn mãi. Xin cảm ơn anh chị em.